Thưa quý vị, sau gần một ngày thảo luận với 29 đại biểu phát biểu, một đại biểu tranh luận, chiều nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã thay mặt Chính phủ giải trình các ý kiến đại biểu Quốc hội về Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Theo đó, dù còn một số hạn chế, nhưng với quyết sách lớn chưa từng có tiền lệ, cơ bản chúng ta đạt được các mục tiêu của nghị quyết này. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 43, Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì xây dựng Nghị định 31 để triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%. Về lý do sau gần 2 năm, chương trình chỉ giải ngân được 3,05%, Thống đốc cho biết chính sách này chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp có khả năng phục hồi, tức là có khả năng trả nợ vay, không phải chính sách cho tất cả các doanh nghiệp gặp khó khăn. Bởi vì vốn cho vay của chương trình này là vốn mà do các tổ chức tín dụng huy động được của người dân. Thế còn chỉ có cái phần mà hỗ trợ lãi suất 2% thì là nguồn từ ngân sách nhà nước. Cho nên là các tổ chức tín dụng cũng vẫn phải thực hiện việc cho vay theo các quy định của pháp luật hiện hành và phải đảm bảo được cái khả năng thu hồi được nợ. Bởi vậy giải ngân nhiều hay ít thì phụ thuộc rất lớn vào cái quyết định của doanh nghiệp cũng như là của các tổ chức tín dụng. Còn theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Nghị quyết 43 là chương trình hỗ trợ có quy mô lớn, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, thời gian thực hiện ngắn chỉ trong 2 năm 2022-2023. Để triển khai nghị quyết này, Chính phủ đã ban hành 20 nghị định, 1 chỉ thị, 7 công điện, 5 tổ công tác, 26 đoàn công tác phân công cho tất cả các thành viên Chính phủ xuống từng địa phương để giải quyết các vướng mắc, ách tắc, khó khăn của từng dự án. Tuy nhiên, việc phối hợp thực hiện một số dự án còn chưa tốt, nảy sinh tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm ở một số cán bộ. Đây là nguyên nhân khiến cho một số kết quả không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, có thể nói cơ bản nghị quyết đã đạt mục tiêu đề ra. Phát triển kinh tế của chúng ta vẫn ổn định, kinh tế vĩ mô, rồi tăng trưởng, rồi lạm phát ta vẫn kiểm soát được. Các cân đối lớn chúng ta vẫn đảm bảo. Thế rồi là các cái việc làm, đời sống cho người dân, rồi cái cải thiện về hạ tầng giao thông, rồi phát triển doanh nghiệp, rồi giữ được các cái chuỗi sản xuất ổn định, chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất thì vẫn giữ được và dần dần phục hồi. Về phương thức xây dựng chính sách hỗ trợ, sau này Chính phủ sẽ phải xem xét lại, theo Bộ trưởng Dũng. Lấy ví dụ, các nước người ta hỗ trợ ngay bằng tiền mặt, tặng cho mỗi người từ 1,5 ngàn đến 2 ngàn đô la. Với phương thức hỗ trợ này, sẽ đưa ngay vào nền kinh tế, kích cầu tiêu dùng. Mỗi người dân là được 1.500, 2.000 đô là người ta cứ thế người ta phát. Đấy, thế thì nó đưa ngay vào nền kinh tế, nó kích cầu tiêu dùng và nó đẩy ngay vào nền kinh tế. Thế chúng ta lại tiếp cận qua các cái chính sách. Mà các chính sách thì lại phải có các văn bản hướng dẫn, rồi lại phải giám sát, rồi phải quy trình, lại phải thủ tục. Thì nó hết giờ mà nó không còn cái tính hiệu quả. Khi chúng ta làm xong thì có khi cái vấn đề không còn là thời sự nữa, như nhiều đại biểu nêu. Theo Bộ trưởng Dũng, các thủ tục của các dự án theo quy định khá dài, với nhóm dự án C là 3 năm, nhóm B là 4 năm, nhóm A là 5 đến 6 năm. Tuy nhiên, quy định hiện nay chưa cho phép thủ tục rút gọn. Trong khi đó thì chương trình phục hồi kinh tế xã hội lại chủ yếu là các dự án thuộc nhóm này, nên làm ảnh hưởng tới tiến độ dự án. Rút kinh nghiệm về sau, nếu triển khai chương trình ưu tiên sẽ triển khai trong thời gian ngắn thì sẽ không đưa vào các dự án trọng điểm. Còn nếu đưa vào các dự án trọng điểm thì sẽ phải kéo dài thời gian thực hiện. Gói giải ngân vốn kết cấu hạ tầng mới giải ngân 61%, gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động mới giải ngân 55,7%, gói đào tạo dạy nghề được 37%, gói hỗ trợ lãi suất 2% mới giải ngân được 3,05%. Những con số chưa như kỳ vọng này nằm trong báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Nguyên nhân chủ quan khiến cho chỉ tiêu chưa đạt được như kỳ vọng được chỉ ra đến từ tâm lý đùn đẩy, né tránh của một bộ phận cán bộ. Giải pháp cho vấn đề này là gì? Đây là ý kiến được nhiều quan tâm đóng góp ý kiến tại phiên họp sáng nay. Trình bày trước Quốc hội báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, ông Lê Quang Mạnh cho rằng, trong các nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc một số chính sách tại nghị quyết không đạt kế hoạch có nguyên nhân đến từ công tác cán bộ.
về tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ dẫn đến giải quyết công việc chưa hiệu quả. Một số doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ nhưng có tâm lý e ngại cái công tác thanh kiểm tra, tăng chi phí, phát sinh thủ tục. Thứ tư là việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn cụ thể, một số chính sách còn chậm, có quy định chưa rõ, chưa thống nhất, dẫn đến lúng túng trong triển khai, tỷ lệ giải ngân thấp, một số dự án chưa đạt mục tiêu đề ra, ảnh hưởng đến kết quả chung. Chia sẻ trước Quốc hội, đại biểu Nguyễn Anh Chí bày tỏ sự quan ngại trước thực trạng này. Theo ông, sự đùn đẩy né tránh trong một bộ phận cán bộ công chức đã trở thành một nạn dịch lây lan rất nhanh trong đội ngũ, người thực thi công vụ ở mọi cấp, mọi ngành trong xã hội suốt giai đoạn 2022-2023. Điều này thực sự đau và thực sự buồn. Để ngăn chặn được nạn dịch né tránh, sợ trách nhiệm tiếp tục tồn tại đến năm 2024 này, tôi mong cả cấp bộ, đảng và chính quyền cần coi đó là một tình trạng tiêu cực, cần chỉ ra và thực thi kỷ luật những ai đun đẩy né tránh sở trách nhiệm. Bên cạnh đó thì cũng cần khen thưởng, biểu dương khen thưởng kịp thời những ai có tinh thần bại giám, đặc biệt là những cán bộ, công chức, viên chức nào dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chúng ta cũng đã có nhiều văn bản của đảng, của chính phủ về đánh giá cán bộ công chức, viên chức và chúng ta cũng đã có kết luận 14 của Trung ương, Nghị định 73 của Chính phủ về khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Vậy thì nguyên nhân từ đâu? Tôi kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có đánh giá một cách căn cơ, tìm đúng nguyên nhân và có giải pháp thực sự hiệu quả. Trong đó có việc khảo sát, đánh giá lại việc thực hiện Nghị định 73 từ khi ban hành cho đến nay, có cơ quan, đơn vị, địa phương nào đã áp dụng thực hiện và đem lại hiệu quả để từ đó nhân rộng. Liên quan đến Nghị định 73 về bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho rằng chỉ quy định bằng văn bản dưới luật là chưa đủ. Ông đề xuất cần luật hóa để những cán bộ không tư lợi cá nhân có thêm một tấm bùa hộ mệnh trong thực thi nhiệm vụ. Làm việc thì phải có đúng có sai. Không ai mà hoàn thiện là một bậc thiên tài mà là không sai cả. Cho nên tôi nghĩ rằng là dần bước thì chúng ta nên có cái luật hóa. Đó, các ngành, các cấp có nghiên cứu chuyên môn về luật hóa để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Những cán bộ có tâm huyết với công việc thì tôi nghĩ rằng là như là có đây là cái bùa hộ mệnh cho những cán bộ. Liên quan đến việc một số cán bộ từ trung ương đến địa phương đã bị xử lý khi vướng vào các sai phạm thời gian qua, đại biểu Hòa cũng chỉ ra nguyên nhân một phần là do cơ chế. Từ đó, ông cũng có những đề xuất cụ thể về giải pháp để có thể vừa đảm bảo tính răn đe, vừa thể hiện chính sách khoan hồng, nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ. Cho nên tôi đề xuất rằng là sắp tới đây nên có một văn bản chính thức kêu gọi những tổ chức, những cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan đơn vị đã có tham gia làm chưa đúng, tự giác khai báo, hoàn trả lại cái số tiền mình thu nhập bất chính cho nhà nước và được giữ bí mật và những cán bộ đó hoạt động bình thường, không kể như không có xem xét cái chuyện gì xảy ra. Còn nếu không ai mà tự giác khai báo đó thì mà nếu bị cơ quan phát hiện là phải xử lý nghiêm, mà xử đến nơi đến chốn, không có miễn trừ. Người chưa bị phát hiện tâm trạng lo lắng, bất an, không dám nghĩ, dám làm. Người bị kỷ luật, phê bình, cảnh cáo làm việc năng suất, chất lượng, nó cũng không cao. Đưa quan điểm, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người quay lại. Vị đại biểu đoàn Đồng Tháp tin rằng nếu có cơ hội sửa sai, những cán bộ đó sẽ làm quyết liệt và làm tốt hơn nữa.